Đây là tiệm Botanic. Tiệm này chuyên môn bán cá, bán chim, bán cây, đủ thứ. Để vào đây quay cho các bạn thấy. Đây, đây cây thông này, thông thật không ha? Cây giả. Không thật. Giả, giả không? Giả, giả không? Giả. 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 Giống thật đó. Ê, thật hả? Thật hả? Này cái thiệt hả? Thật hả? Giả đâu có làm được. Thật á. Đây nè, có cái đẹp không? Cảnh có nước chảy đẹp. Nước chảy đẹp nha. Đẹp đi không? Rồi. Bán cây, cây bông đủ thứ ha. Bông quá xinh đẹp ha, đỏ quá ha, mà đỏ kìa không. Hãy hãy có mấy cái bông lan hãy. Đẹp không? Quay lan chút coi. Cây cây dừa, cây gì nhỏ nhỏ nè. Cây lan. Cây lan đẹp quá. Cây này đủ thứ cây. Bông không. Lúc này là mùa Noel. Quay quay. Mùa Noel để nó chân dọn. Có ông già Noel kia đủ thứ nè. Đó ông già Noel kia. Đó mấy ông già Noel cũng ngồi chơi nè. Già Noel ngồi chơi. Bông này cũng đẹp nè. Giờ có mấy cây này nó cây này gọi là cây không cần mà tưới nước, nó sống nhờ nước trong không khí. Đó, mấy cây này, cây này cũng vậy nè, nó sống nhờ nước trong không khí không à, không cần xương rồng này kia. Đây là cây xanh, cây xanh đủ thứ cây xanh. Cây cây xanh hơn cây lá cây kiển. Đó, cây xanh cây để kiển trồng kiển trồng gì. Cây kiển cái gì không. Cá này thấy ghê không, có cái đầu cái sọ này đó, đầu cá nó làm tất cả rồi. Cái này chắc mấy con cá nó cũng sợ ma luôn. Đây mấy cái đồng đó, nó sống động vậy không, sống động nó nghiêng nghiêng vậy. Sống động đủ thứ màu đẹp đẹp nghiêm nhất không nghiêm nhất. Con cá lúc nó sợ con cá lúc cá lúc nó sợ. Có con ốc nè. Con ốc. Bảy cá đẹp không? Cá vàng. Đủ thứ cá. Đây có một đám cá, nó cứ là
nằm nó ở chung nhau. Quá xa đủ thứ màu. Chiếc cá nhỏ nhỏ nhỏ, cái là nhỏ cũng đẹp. Cá này ông nói như là nó sáng sáng đủ thứ, quá sáng đẹp, xanh đỏ. Cái này thì cái đuôi nó đẹp, đuôi nó đẹp quá. Cá này màu xanh cũng đẹp quá. Nó đỏ, màu vàng. Đây là màu trắng. Trắng là cái màu đỏ mà họ mấy cá lìa thia, một loại cá đá nè. Cá đá. Chú thứ màu. Con cá này nó giống con cá mà con cá ăn thịt người. Cái này màu trắng, cá kia màu đỏ, cái này màu trắng, cái này màu đỏ. Donc là, le problème, il est, vous l'avez déjà mangé Il est en prestation. Alors, pas de poisson pour aujourd'hui. Si vous voulez, on fait tout le processus, je vous explique. Oui, le cas est màu đỏ, màu xanh, màu vàng, đủ thứ màu. Vậy thì, đủ thứ loại. Màu vàng. Cái này tia bự quá, mập quá, con này chắc nó có bầu, mập quá. Cái màu đen, tia thêm màu đen. Màu đen. Cây sara là làm như tuyết rồi. Làm như tuyết rơi vậy. Cây sara thiệt là bên kia.
Java tiệc ở bên kia. Đây là cây làm như có tuyết kìa. Cây nó bán vì tủ rồi nè, như này bông thiệt không á, như này bông thiệt không nha. Chim cò giả giả làm y như thiệt á, y như thiệt á. Làm chim giả thấy đẹp không? Cái này làm rùa, rùa cái thỏ, gà. Ba cái đèn giả này mắc quá trời. Cái này chắc con này kêu con dúi nè, chắc con này phải không, phải con dúi không? Đây những cái dây, đây những cái dây cột cho chó, mèo, dây cột. Mấy cái dây để cột chó dẫn đi nhà họ đó, nó trùm lại dẫn đi. Bên này đó vậy đó, đây là đồ ăn cho chó nè. Đây là chó nó ăn những cái đồ này nè. Chó nào ăn cái loại nào nó có đủ hết. Còn nè đồ hộp nè, cái này là đồ hộp thịt chó nè bà con. Mình muốn ăn là mua về. Đây là đồ hộp thịt chó. Đừng ăn nha, này đồ cho chó nha. Cây nó trồng trong trong nước, cây nó mọc trong nước không á, các bạn thấy không, cây mọc trong nước không, nó nước chảy xuống làm cho nó có cái không khí để nó sống. Rồi đến đây chấm dứt video. Nếu các bạn thấy thích thì like và chia sẻ. Và nhớ đăng ký giùm để chúng tôi còn làm những video khác để cùng hiến thưởng các bạn. Chào các bạn và hẹn lại gặp các bạn trong kỳ tới.